Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc của cho tất cả đấu sĩ. Thì mình sẽ chia sẻ cho từng đấu sĩ luôn nha mọi người. Thì thường thường á, khi mà mình chơi á, thì mình lại thích chơi đấu sĩ như là Triệu Văn, A Thu, Lưỡi Bố, Amelie, Omen và Vega. Thì ở đây là những vị tướng đấu sĩ mà mình thường hay chơi mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc mà lắp cho từng vị tướng đấu sĩ luôn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc đầu tiên nè. Thì cái bản ngọc đầu tiên á, mình sẽ chia sẻ đó chính là công vật lý cộng 45, xuyên giáp 100, tốc chạy là 10%. Thì bản ngọc này mọi người sẽ dùng cho vị tướng như là thứ nhất chính là Lưỡi Bố, thứ hai đó là Triệu Văn, thứ ba là A Thu. Thì đây là những vị tướng đấu sĩ khi mà chơi ngọc này thì rất là ok nha mọi người. Đặc biệt á, thì nếu mọi người có chơi Triệu Văn mà đi gần nha, thì thường thường mình đi gần mà Triệu Văn á, thì mình lên cái bản ngọc này. Thường thường thì cũng có một số người á, là sẽ lên giảm lại cái công vật lý và lên cái tốc đánh tốc chạy là 10%. Nhưng ở đây á, mình sẽ không lên cái tốc đánh, mình sẽ lên công vật lý cộng 45 để cho cái Triệu Văn này nó sẽ mạnh ở đầu game là công vật lý luôn. Mình cũng có gắn thử cái bản ngọc là công vật lý giảm xuống, tốc đánh mình lên 10%. Có, nhưng mà mình lại chơi không im bằng cái bản ngọc này nha mọi người. Nên là mình chia sẻ bản ngọc này cho mọi người. Bây giờ mình sẽ đi vào bản ngọc nha. Đây, thì giờ về 10 viên ngọc đỏ đó, mọi người hãy lên cho mình là cái công vật lý và xuyên giáp 10 viên nha. 10 viên luôn. Tiếp theo là ngọc tím đó, thì mọi người hãy lên cho mình nè cái công vật lý và tốc chạy. Đây, công vật lý là cộng 1.6, tốc chạy là 1% nha. Còn về ngọc xanh á, thì mọi người lên cho mình là công vật lý và xuyên giáp 10 viên. Đó, thì đây là cái bản ngọc đấu sĩ cho Triệu Văn, Lưỡi Bố và A Thu. Để dành cho đi gần Triệu Văn thì rất là mạnh nha. Còn nếu mọi người chơi Omen nè, Amelie, Vega, thì mọi người hãy lên ngọc này nha. Thì như sau, ngọc đỏ mình sẽ lên là công vật lý và xuyên giáp. Đây, công vật lý là cộng 2, xuyên giáp là 3.6, mình lên 10 viên. Còn ngọc tím á, thì mình sẽ lên là tốc đánh tốc chạy là 1%, 10 viên. Tiếp theo là ngọc xanh á, mình sẽ lên công vật lý và xuyên giáp luôn, 10 viên. Đó, thì đây là bản ngọc dành cho Amelie nha, Vega và Omen. Đó, bản ngọc này sẽ rất là tốt cho các vị tướng này. Rồi, tiếp theo mình sẽ chia sẻ về cái bản ngọc mà dành cho đấu sĩ mà chuyên về chống chịu mọi người. Khi chơi mà chống chịu như là A Thu cũng chơi được nha. Nhưng mà khi mà đi top á, dành cho chống chịu nha mọi người. Vừa đỡ đòn mà vừa chống chịu luôn. Thì bản ngọc mà dành cho các tướng nó vừa ít đỡ đòn và chống chịu, đó chính là vị tướng như là Malop nè, rồi Kigot, rồi Oma. Thì mình sẽ lên như sau nha. Đây, thì ngọc đỏ đó, mọi người hãy lên cho mình là cái máu tối đa nè. Đâu rồi? Đây, máu tối đa là 1%. Ý, 33.7. Tốc đánh là 1%, giáp là 2.3 nha, 10 viên. Còn về ngọc tím ở đây á, thì mọi người có thể lên cho mình là cái tốc đánh tốc chạy cũng được và máu tối đa gì cũng được nha. Nhưng mà mình sẽ lên ưu tiên lên cái tốc đánh tốc chạy để cho cái vị tướng này nó tăng cái tốc đánh tốc chạy á mọi người. Nó sẽ tốt hơn là cái phần máu tối đa. Còn cái ngọc xanh này nè, thì mọi người hãy lên cho mình là cái máu tối đa và cái giảm hồi chiêu. Đây. Đó. Đó, đây là cái bản ngọc mà dành cho đấu sĩ mà như vậy chống chịu á mọi người. Thì đây là cái bản ngọc đấu sĩ. Mình chia sẻ đến tất cả mọi người nha. Thì khi mà chơi đấu sĩ với mọi người thì mọi người hãy lên cho mình trang bị là thủ là đa phần nha. Còn cái phù hiệu á thì mình sẽ chọn cái giảm hồi để cho cái giảm hồi chiêu của các vị tướng trên bảng á nó sẽ giảm đi. Vì một phần thì hồi chiêu của mình nó sẽ nhanh hơn. Thì cái phần chia sẻ về bản ngọc đấu sĩ đến đây là hết nha mọi người. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.